Xin chào mọi người. Cái video này là một cái video để giải thích đồng pi bờ ai, ok, so sánh với BTC. Về cái câu hỏi đồng pi có nên đầu tư được hay không á, có thể là mình gọi là mình có thể nhận được khoảng cỡ vài ngàn tin nhắn như vậy, và mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Bạn có thể quay lại cả, có thể có cả năm trời hơn. Ok, thì rõ ràng đồng Pi đồ, mấy cái người mà lãnh đạo của đồng Pi, những cái người mà gọi là founder lúc ban đầu của đồng Pi là cũng xuất phát từ Stanford, California, đúng không? Cái Stanford University có nghĩa là một trường đại học ở bên Mỹ, ở California. Chỉ có vậy thôi. Ok, nhớ trong cái trường đó, nó có cả mỗi năm nó có cả ngàn người ra. Không nghĩa là bạn nghe cái tên Stanford là bạn rót tiền vô nó. Bạn cứ nghĩ đi, tất cả những cái sàn trên toàn cầu, những cái sàn có tên tuổi giống như Binance, Coinbase, còn tất cả những cái sàn khác là số nhiều, nghe những cái thằng mới mỗi ngày như vậy, bao nhiêu sàn này sàn nọ, có bao nhiêu anh em nhắn vô, ồ mình bỏ tiền lên đây sàn này sàn nọ được hay không. Nếu tài khoản bạn muốn, tài khoản của bạn muốn, bạn muốn gọi là phá sản thì bạn bỏ lên những cái sàn vớ vẩn chấm hết. Rõ ràng nó có một cái cách, rõ ràng là Binance sẽ dẫn đầu cái vấn đề Proof of Reserve, có nghĩa là tài sản của bạn bỏ lên cái sàn đó, bạn bỏ lên đó để bạn giao dịch đó, nó không đem đi cho vay mượn mà nó không đem đi bán nó. Ok, cũng giống như FTX, nó cho vay mượn vân vân, cuối cùng nó phá sản và nó giết hại được 1 triệu người hơn. Đó là những người đầu tư nhỏ và lẻ, và cả bao nhiêu trăm cái quỹ nghe đưa cho nó mượn tiền tỷ triệu đô la chứ không phải tỷ. Thì nếu bạn muốn phá sản thì bạn bỏ lên những cái sàn vớ vẩn chỉ vậy thôi. Còn gọi là nếu mà bạn bỏ lên những cái sàn vớ vẩn á, ok, giống như ngày hôm nay cũng có bao nhiêu người như vậy, đúng không? Và mình đã nói về cái vấn đề lừa đảo lớn nhất châu Á. Ok, bỏ lên sàn này sàn nọ rồi cuối cùng không rút ra, cái đòn bẩy nó như thế nào. Mình đã làm cái phát trực tuyến 2 tiếng đồng hồ cho bạn, đúng 2 tiếng đồng hồ mình làm cái sự lừa đảo lớn nhất châu Á. Và riêng ở Việt Nam mình nó đã mất hơn 100 triệu đô la. Những cái người gọi cho mình, ok, người ta mất nửa triệu, ok, vân vân dính cho cái bà đòn, cái sàn này sàn nọ. Mình đã lan tỏa cái video phát trực tuyến đó 2 tiếng đồng hồ, những cái đòn bẩy mà tinh vi nghe, nó được gọi là mình đã giải thích một cách rất là kỹ càng rồi. Người ta trả cho mình 1 giờ 1000 đô USDT, 1000 USDT mỗi giờ như vậy để làm sao lấy lại cái củ cải của người ta. Mình đã cho bạn những cái tài liệu như vậy, những cái data như vậy để bạn đừng có dính vào cuộc chơi. Ngày hôm nay cũng có một người nhắn là người ta mất đâu 800 triệu nghe, bỏ lên một cái sàn nào đó rồi sau đó cũng không lấy ra được. Tại sao vậy? Tại sao bạn khờ như vậy? Ngay rõ ràng bạn cho rõ ràng mà không biết. Binance là cái sàn lớn nhất thế giới. Bây giờ bạn dính dáng một cái sàn nào đó, bây giờ bạn chơi với ruồi, với chôm chôm, với sòi, hay là bạn chơi với khủng long. Khủng long là sàn Binance. Ok, nó đi trước cái gọi là Proof of Reserve, có nghĩa là tài sản của bạn nó nằm ở trên cái sàn, bạn bỏ lên cái sàn đó nó không đem đi cho vay mướn và vay mượn, nó ăn chơi với cái sàn đó. Thì tại sao mà đi chơi cái những cái sàn khác? Nếu bạn ở Mỹ thì rõ ràng bạn phải chơi cái Coinbase, hơi đâu bạn sẽ chơi với những cái con tem và con tớp. Bạn chơi với những cái con tem và con tớp. Ok, giống như cái sàn nó nói ô, bạn mở tài khoản và bỏ vô 1000 đô nó cho bạn 100 đô, đúng không? Ok, bạn bỏ 1000 đô nó cho bạn 100 đô, nhưng ngày mai 1000 đô của bạn không đem ra được thì lại là sao? Nhớ nghe, mình đã nói rồi, mỗi giây như vậy có một thằng khùng nó được đẻ ra. Thì bạn muốn trở thành thằng khùng đó, thằng điên đó, hay là bạn trở thành những người khôn ngoan? Đây là không phải là một gọi là dữ liệu mà mình gọi là mình đã lan tỏa tới 4 năm trời về cái sự lừa đảo lớn nhất châu Á. Lên tìm ứng xử sự lừa đảo lớn nhất châu Á, bạn sẽ tìm được cái video của mình và bạn coi cái video đó để bạn tránh cái sự lừa đảo đó. Rõ ràng cái sự lừa đảo này nè, nó ghê gớm lắm, nó gọi là nó có thể là một cái nhóm mafia với nhau luôn chứ không phải là đơn giản vậy đâu. Nó có những cái văn phòng 10 mấy 20 đứa, 30 40 đứa vậy đẻ, nó chuyên gia nghe, nó mướn những đứa đó và chủ yếu ra ngoài xã hội để lừa đảo bạn. Bạn có tin hay không, nó lên mạng xã hội, nó biết bạn ok là vợ của những cái ông ok triệu phú đô la ở Việt Nam này, tỷ phú đô la ở Việt Nam này vừa rồi mới ly dị, thì nó lên nó làm quen với bạn. Thì bạn là những người cô đơn, bạn kết nối với nó,
đúng không? Rồi từ từ nó câu bạn vô, nó câu bạn vô cái trò chơi, nó mở cái nói nó đang dính dáng chơi cái sàn này vân vân. Về chi tiết bạn coi cái video đó, lên ứng xử lừa đảo lớn nhất châu Á, coi cái video đó. Về cái đồng Pi, ok em này giải thích về cái đồng Pi, đi lại cái đồng Pi chút xíu. Pi giá không quan trọng nó lên bao nhiêu, riêng bạn không bán nó được, đơn giản vậy. Đặt ra câu hỏi thứ hai, bây giờ bao nhiêu người tỷ phú đô la rót vào đồng Pi, con số là số 0, bao nhiêu tỷ phú và triệu phú đô la đã rót vào Bitcoin, bao nhiêu tất cả những cái nền tảng lớn nhất thế giới này đã nhảy vào Bitcoin. Nếu bạn không biết, BlackRock, Fidelity vừa rồi nha, những cái quỹ lớn nhất thế giới này nó mua nghe, riêng nó thôi nó mua 12.5% hơn là số lượng được đào ra mỗi ngày. Như vậy tất cả nhà băng trong nước Mỹ thì đang đẩy SEC để sửa đổi luật để cho nhà băng có thể nắm giữ nghe BTC Bitcoin. Thì đó là chỉ có 2-3 cái dữ liệu thôi và mình cung cấp cho bạn 4-5 năm dữ liệu về Bitcoin. Thì đồng Pi, đồng Pu, đồng Pi nó cũng giống như nước tiểu vậy đó, đừng có nhắc tới nghe. Nếu bạn muốn mua nước tiểu, bạn muốn đầu tư vô nước tiểu và ngày mai nó được dội xuống nhà vệ sinh, cứ tiếp tục làm nó, nó không sao hết nha. Rõ ràng một giây có một thằng ngu được đẻ ra, cái đó là thống kê cho thấy như vậy. Thì nếu bạn muốn trở thành thằng ngu đó thì tiếp tục nha. Ở đây mình gọi là mình chia sẻ hết mình rồi, mình không có biết nói làm sao cho nó thật hơn nữa. Một giây có một thằng khùng được đẻ ra, một thằng ngốc được đẻ ra, một thằng phá sản, vân 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 vân. Thì nếu bạn muốn trở thành như vậy, nhưng mà chắc chắn sau cái sự trải nghiệm phá sản hay là ngu ngốc như vậy thì thế cố gắng bạn sẽ làm sao mà để cố gắng bằng rút ra được một bài học để bạn khôn ra chút xíu. Vậy thôi. Riêng những cái sàn có tên tuổi thế giới, nếu mà nó là một cái đồng có tính chất thật nhất, thì rõ ràng tất cả những cái sàn trên thế giới, những cái sàn lớn, người ta sẽ bỏ nó lên để làm chi? Để nó lấy phí, đúng không? Bằng mua bán nó có được tiền lãi, đúng không? Tiền phí. Còn riêng đây tất cả những cái sàn trên thế giới lớn nhất không có ai nắm giữ nó hết, không có ai bỏ nó lên hết, thì mất mớ gì bạn đi chơi với nó, có bị khùng không vậy, đúng không? Rõ ràng Bitcoin, tất cả những cái người triệu phú đô la, những cái người tỷ phú đô la, những công ty lớn nhất thế giới nghe, cũng giống như công ty Tesla, đúng không? Tesla nắm giữ Bitcoin, đúng không? Chuẩn bị tới đây Microsoft nè, ok, Google nè, ok, Meta nè, tất cả những cái công ty nó sẽ nắm giữ, tất cả những kho bạc trên thế giới sẽ nắm giữ. Chuẩn bị tới đây, ok, spot Bitcoin ETF của Hồng Kông sẽ được đẩy ra, của Korea, Hàn Quốc sẽ được đẩy ra, ok, và vân vân và vân vân. Thì giờ bạn đầu tư vô một cái thứ nó đã được công nhận rồi, thế giới đã được công nhận rồi, nước này nước nọ dùng nó cũng giống như đồng tiền tệ. Hay là bạn đang suy nghĩ về đồng Pi, đồng Pi, ô rõ ràng, ô về vấn đề thu nhập, đúng không? Bây giờ bạn mua cái đồng này vừa vài xu vài cắt, nhưng mà chừng nó bỏ lên sàn thì mình sẽ đổi đời, cũng như mua 1 tỷ số. Nếu mà đã đổi đời thì nó đã được bỏ lên sàn, nếu mà nó có tính chất thật thì nó đã được bỏ lên sàn rất lâu rồi, chứ không phải đến giờ này. Bạn thấy nó có bao nhiêu năm lịch sử rồi, có người nhắn vô, ô nó có lịch sử từ 1999 rồi sao? 1999 ngay bây giờ nó có 20 mấy năm rồi, vân vân, đúng không? Cái đó là người mình không biết về cái đồng Pi này, mình không đào sâu. Rõ ràng nếu nó có lịch sử như vậy, nó có lịch sử 20 mấy năm, ok, cho nó có một lịch sử 20 mấy năm rồi, bây giờ không có cái sàn nào bỏ nó lên thì sao? Rõ ràng là nó mướn những cái người rác rưởi ở ngoài xã hội, đúng không? Quảng cáo về nó, mở quán cà phê này, mở quán cà phê kia, đó là những cái thứ rác rưởi. Bạn muốn đầu tư vô rác, đúng không? Không sao hết, đầu tư đi, đâu sao đâu. Một giây có một đứa ngốc được đẻ ra, thì bạn muốn bị nước bạn là cái đứa ngốc đó hay sao? Hay là bạn là những cái người gọi là những người khôn, những cái người mà gọi là đầu tư vào những cái đồng thật, thì cái nền tảng này giúp bạn đầu tư dài hạn, được cái vô 20 đồng, nó đang giúp đỡ nguyên cái thị trường này phát triển và nó giúp bạn có được tự do tài chính. Hay là bạn muốn đầu tư vào rác, bạn đầu tư rác đi, đúng không? 99.999 tất cả những cái đồng trong mạng trên tiền điện tử ngày giờ nó tạo ra để nó lừa bạn, thì bạn cứ đầu tư vào cái lừa. Mà nếu đầu tư vô cái lừa cũng giống như mua tỷ số, ngày mai tài khoản của bạn trở thành không, đừng có hận ai hay là một thứ gì hết. Bởi vì sao? Bạn nên trách, biết trách ai hay? Trách bạn. Bởi vì sao? Bạn thiếu kiến thức. Vậy thôi. Ok. Mình nói với cái tính cách là thật nhất, mình không có một cái gọi là tiêu cực nào hết, nhưng cái đó là cái sự thật nó như vậy. Bạn muốn, nếu mà cái sự chọn lựa của bạn như vậy thì bạn vẫn có thể chọn lựa như vậy, bởi vì bạn
có quyền để chọn lựa. Nhưng mà nếu bạn chọn lựa sai thì bạn chết, ráng chịu. Xin chào mọi người.